Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang tiếp tục tham gia và thực hiện tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng phong trào mỗi hộ gia đình tự trang bị một bình chữa cháy và có ít nhất một người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 12 năm 2023, toàn tỉnh có 100% hộ gia đình có bình chữa cháy và có ít nhất một người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, địa phương tiếp tục huy động và sử dụng các nguồn lực xã hội hóa để mua sắm, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy. Ủy ban Nhân dân tỉnh còn đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường phối hợp các cơ quan thông tin, đại chúng tuyên truyền, vận động 100% nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh từ 2 tầng trở lên, tự mở lối thoát nạn thứ hai, tự trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn.